những mẫu xe Toyota Fortuner sẽ được Trung Thực Auto giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Và xin được kính chào quý khán giả đã quay trở lại với video cập nhật và giới thiệu những mẫu xe mới nhất vừa mới cập đến Trung Thực Auto. Trời Hà Nội thì có chút mưa thì em Tuấn xin phép được cầm ô và giới thiệu những chiếc xe mới nhất vừa mới cập đến Trung Thực Auto tới anh chị ạ. Thì Trung Thực Auto Vô Gầm Cao, đơn vị chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao đã qua sử dụng, có địa chỉ kinh doanh tại số 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ạ. À, Trung Thực Auto thì có giờ hoạt động từ 8 giờ sáng đến 22 giờ tối hàng ngày, nên là anh chị có thể sắp xếp thời gian qua showroom xem xe, trải nghiệm xe và chọn ra cho mình một chiếc xe yêu thích ạ. Và không để anh chị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với mẫu xe đầu tiên. Đứng ngay cạnh em đây là mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ xăng 2.7, dẫn động hai cầu và số tự động ạ. Một mẫu xe thì sản xuất năm 2016 nhưng mà đã thuộc form dáng mới của Toyota Fortuner, đăng ký lần đầu năm 2017. Chiếc xe thì mang biển tỉnh được cá nhân sử dụng từ đầu ạ. Và chiếc xe đã chạy được 6,2 vạn rồi. Odo chiếc xe này cũng là nguyên bản theo xe chị nhá. Chiếc xe thì xuất xứ từ Indonesia. Và chiếc xe này thì cũng đã được bác chủ cũ phủ gầm này, cũng như là sơn ceramic phần sơn xe để cho chiếc xe trở nên bóng bẩy hơn, cũng như là cách âm, cũng như là êm ái hơn anh chị nhá. Và điều đặc biệt là chiếc xe này có 4 dàn lốp là nguyên bản theo xe, lốp xưa cua chưa hạ. Một chiếc xe trong tầm giá khoảng hơn 700 triệu. Và chúng ta hãy cùng đánh giá tổng thể về một chiếc xe mộc hoàn toàn mới cập bến Trung Thực Auto. Phần sơn của xe thì em quan sát thì vẫn còn khá là đồng đều. Các chi tiết khớp nối ở phần ngoài thất vẫn còn rất là mạch lạc anh chị nhá. Đây kể cả phần nhựa đen này thôi. Nhựa đen đây thôi, vẫn chưa bị có dấu hiệu bạc màu của thời gian. Và đây là một chiếc xe mộc hoàn toàn mới cập bến ạ. Ngay sau video ngày hôm nay thôi thì hai chiếc xe Toyota Fortuner này sẽ được có một gói spa cao cấp từ ngoại thất đến nội thất cũng như là vệ sinh khoang động cơ để làm sao có thể gửi đến một chiếc xe là đẹp đẽ này, bóng bẩy nhất tới quý khách hàng ạ. Và chúng ta hãy cùng quan sát một chút về phần đầu xe của chiếc xe này. Và ở phiên bản là dẫn động hai cầu, số tự động thì chúng ta sẽ có một phần mí LED đây ạ. Hệ thống đèn trên chiếc xe này đều là full LED anh chị nhá. Và quan sát ở phần đầu xe thì các chi tiết như là phần cảm biến trước này cùng phần cam trước thì cũng chưa được trang bị cho chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2016 nhưng thuộc form dáng mới ạ. Và sang đến phần hông xe thì chiếc xe sở hữu là 4 dàn lốp nguyên bản theo xe. Đấy, phần mâm thì có một chút phần xước nhẹ rồi nhưng mà điều này sẽ không ảnh hưởng đến cái khả năng vận hành của chiếc xe anh chị nhá. Phần mâm cũng là nguyên bản theo xe. Các chi tiết ở phần hông xe được bác chủ cũ trang bị thêm là phần viền chắn mưa này, phần ốp tay cửa chống xước và phần bậc bước chân lên xuống đã được trang bị cho Toyota Fortuner rồi ạ. Rồi chúng ta hãy cùng quan sát một chút về phần đuôi xe của chiếc xe này, xem chiếc xe đã được trang bị thêm những gì ạ. Và trên phiên bản cao cấp Toyota Fortuner, máy xăng dẫn động hai cầu số tự động thì chúng ta đã được trang bị hệ thống cốp điện ạ. Đó. Và đây là không gian chứa đồ của Toyota Fortuner, một mẫu xe sản xuất từ năm 2016 ạ. Không gian chứa đồ thì còn rất là, các chi tiết vẫn còn rất là tươi, khá là sạch sẽ anh chị nhá. Và hàng ghế thứ ba của Toyota Fortuner thì ở dạng treo, là chúng ta cũng được trang bị là cửa gió điều hòa tới từng hàng ghế ạ. Đấy. Mở không gian xe ra thì có một mùi thơm khá là dễ chịu. Và chúng ta hãy đến với một chút về phần không gian nội thất của chiếc Toyota Fortuner, một chiếc xe SUV 7 chỗ thực thụ ạ. Đấy, không gian nội thất của Toyota Fortuner thì được phối hai tông màu là nâu và đen, màu nâu của phần nội thất da ghế ạ. Và các chi tiết về phần nội thất được sử dụng nhiều trên xe như phần vô lăng này, phần cần số, phần ghế lái này hoặc là các nút bấm thôi. Thì độ mới của các chi tiết thì vẫn còn rất là đồng đều và các chi tiết vẫn là nguyên bản theo xe anh chị nhá. Đấy, hôm nay là một ngày trời khá là mưa thì cũng rất vất vả cho bạn cameraman, một tay cầm bô, một tay cầm máy quay, làm sao để có thể gửi những cái hình ảnh nhanh nhất và thực tế nhất của một chiếc xe mới cập bến Trung Thực Auto tới quý khán giả. Và chúng ta hãy nhân tiện đây thì hãy cùng kiểm tra về phần keo chỉ chiếc xe này luôn ạ. Keo chỉ cũng như là ốc là nguyên bản toàn xe anh chị nhá. Đấy. Và Trung Thực Auto thì vẫn cam kết hai điều về chất lượng và về pháp lý. Chất lượng là những chiếc xe không tai nạn đâm đụng ngập nước, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi. Động cơ hộp số của xe thì nguyên bản, không tháo cầu đại tu. Và hồ sơ pháp lý của xe về mặt pháp lý thì rõ ràng, không thế chấp và không phạt nguội ạ. Đây, anh chị có thể quan sát phần lòng cửa này, phần sơn còn rất là mới và bóng và đồng đều với các chi tiết khác ở trên xe. Và chiếc xe này đang được Trung Thực Auto chào bán với mức giá là 740 triệu ạ. Và mức giá này thì hoàn toàn có thể thương lượng và điều chỉnh phụ thuộc vào thị trường. Một mẫu Toyota Fortuner, máy xăng, hai cầu, sản xuất năm 2016, sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất màu nâu. Và chúng ta hãy đi đến với một mẫu Toyota Fortuner tiếp theo. Mẫu xe này thì năm sản xuất cao hơn, thuộc phiên bản là sử dụng động cơ dầu 2.4, dẫn động một cầu và số tự động. Mẫu xe thì sản xuất năm 2019 ạ. Mẫu xe thì mang biển tỉnh, xe mang tên cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu. Chiếc xe này đã chạy được 6,2 vạn rồi và Odo cũng là nguyên bản theo xe.
một chiếc xe cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và chúng ta hãy cùng quan sát một mẫu xe sản xuất từ năm 2019, chạy được 6,2 vạn km, sẽ còn lại gì sau từng ấy năm sử dụng ạ. Quan sát ở phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy chiếc xe này đã được trang bị là phần bi gầm, là bi LED rồi ạ. Đấy. Và hệ thống chiếu sáng trên chiếc xe này là bóng Project kết hợp bóng halogen ạ. Và các chi tiết về phần ngoại thất này, từ phần mặt ca lăng đến phần đèn pha đều là nguyên bản. Các chủ cũ có nâng cấp thêm phần đèn gầm là hệ thống đèn bi LED thôi ạ, giúp tăng cái khả năng chiếu sáng của chiếc xe. Và quan sát ở phần hông xe thì các chi tiết được trang bị thêm trên chiếc xe này là phần viền chắn mưa này, ốp tay cửa chống xước và bậc bước chân lên xuống đã được trang bị thêm ạ. Và các chi tiết được bác chủ cũ dán thêm để tăng cái tính cá tính cho chiếc xe này là phần chữ turbo đây ạ. Đó. Phần này là các chi tiết được dán thêm thôi. Và chúng ta hãy cùng theo dõi phần mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất Toyota công bố cho chiếc xe này là 9,05 lít trên 100 km đường trong đô thị, 6,57 lít trên 100 km đường ngoài đô thị và 7,49 lít trên 100 km đường hỗn hợp ạ. Là một chiếc xe sử dụng động cơ dầu, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng cực kỳ ấn tượng ạ. Và chúng ta hãy cùng quan sát về một chút về phần hông xe, phần đuôi xe của chiếc xe này. Đây, một chiếc xe mộc hoàn toàn, chưa qua spa đây ạ. Đó. Chiếc xe thì đã được trang bị các trang công nghệ an toàn như phần cảm biến sau cùng hệ thống cam sau, và cốp trên chiếc xe này thì vẫn là hệ thống cốp mở cơ thôi anh chị nhá. Và các phần như là ốp đèn, ốp chrome đen này. Đấy, cũng như là phần bảo vệ cái phần không gian chứa đồ ở đây, bảo vệ phần sơn ở phần không gian chứa đồ ở đây cũng đã được bác chủ cũ trang bị thêm. Và đây là không gian chứa đồ của một chiếc xe mộc hoàn toàn, máy dầu, sản xuất năm 2019 ạ. Đấy, bác chủ cũ cũng trang bị một phần thảm trải sàn rồi, giúp anh chị có thể bảo vệ cái không gian chứa đồ cũng như là không gian nội thất. Và phần dán các chi tiết nội thất đấy ạ. Đấy, dán để bảo vệ phần nhựa ở đây, tránh xước khu vực nội thất. Và hàng ghế của Toyota Fortuner thì là dạng treo. Đó, và chúng ta cũng có cửa gió điều hòa đến từng hàng ghế. Và sau đây chúng ta hãy cùng quan sát một chút về không gian nội thất của chiếc xe này ở khu vực vị trí ghế lái ạ. Chiếc xe thì sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất màu nâu và các chi tiết trên xe đều là nguyên bản. Đó. Thì phần cam hành trình thì em cũng đã thấy chiếc xe này đã được trang bị hệ thống cam hành trình rồi ạ. Đó. Và các chi tiết được sử dụng nhiều như phần vô lăng này, phần cần số hoặc là phần bệ tì tay thôi. Đấy, hoặc là phần phanh hoặc là các nút bấm, các chi tiết đều còn rất là mới chị nhá. Phần da ghế thì chúng ta sẽ có một số các nếp nhăn rồi, thì điều này sẽ phản ánh chân thực nhất tình trạng của chiếc xe nội thất nguyên bản đấy chị nhá. Đó. Và Toyota Fortuner thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống ghế lái là chỉnh điện rồi. Và phần thảm trải sàn cũng như là các chi tiết ốp để bảo vệ cái phần sơn ở lòng xe này đã được bác chủ cũ trang bị thêm cho chiếc xe này ạ. Và vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá về ngoại thất này, cũng như một chút về không gian nội thất của chiếc Toyota Fortuner máy dầu sản xuất năm 2019 mới cập bến Trung Thực Auto ạ. Một chiếc xe thì mang biển tỉnh, xe mang tên cá nhân, một chủ sử dụng từ đầu, chạy được 6,2 vạn rồi và ô tô là nguyên bản theo xe chị nhá. Chiếc xe đang được Trung Thực Auto chào bán với mức giá là 888 triệu đồng. Mức giá thì vẫn có thể hoàn toàn thương lượng và điều chỉnh phụ thuộc vào thị trường ạ. Và vừa rồi em đã giới thiệu với anh chị hai mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2016 sử dụng động cơ xăng, dẫn động hai cầu, và Toyota Fortuner sản xuất là 2019 máy dầu một cầu ạ. Đấy, hai mẫu xe này thì em đã đều công bố mức giá của từng mẫu xe. Và ngoài ra Toyota Fortuner thì Trung Thực Auto đang sẵn rất nhiều đầu xe từ các năm là 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 và 2020 ạ. Và ngoài hai mẫu xe em vừa giới thiệu này ra thì Trung Thực Auto đang sẵn rất nhiều đầu xe Toyota Fortuner, khoảng hơn chục đầu xe ạ. Vậy anh chị đang tìm cho mình một mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu hay máy xăng thì anh chị hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại hotline của Trung Thực Auto là 0975 79 và tứ quý 2 để đội ngũ tư vấn bán hàng của Trung Thực Auto có thể tư vấn, giải đáp và gửi tới anh chị một chiếc xe phù hợp ạ. Và nếu là lần tiên ghé qua kênh của Trung Thực Auto thì hãy dành một chút thời gian để like, subscribe và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video cập nhật và báo giá xe mới nhất. Xin được kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.